Thầy chào các em. Hôm nay thầy rất vui được đồng hành cùng các em trong chương trình Toán lớp 2 bộ sách Cánh diều. Để học tốt, tiết học này thầy mời các em chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa Toán 2, vở bài tập Toán 2, vở tập trắng và bút. Vì mục tiêu luyện tập tổng hợp về kg và lít, vận dụng giải quyết vấn đề thực tế phát triển các năng lực toán học. Bây giờ thầy mời các em đi vào bài tập số 1A. Các em quan sát cân và cho thầy biết túi gạo cân nặng bao nhiêu kg. Nhìn trên vỏ cân, các em thấy kim màu đỏ chỉ ngay vạch số mấy? À, kim màu đỏ chỉ ngay vạch số 5. Như vậy túi gạo cân nặng 5 kg. Tiếp theo thầy mời các em quan sát bạn Lan cân nặng bao nhiêu kg? Nhìn trên vỏ cân, kim màu đỏ chỉ ngay vạch số mấy các em? À, kim màu đỏ chỉ ngay vạch số 25. Như vậy, bạn Lan cân nặng 25 kg. 1B, số các em quan sát trên màn hình, thầy có các đồ vật chứa nước như sau. Can đựng được 10 lít nước. Hai bình, mỗi bình chứa được 3 lít nước. Ba chai, mỗi chai chứa được 2 lít nước. Vậy, tất cả can, bình nước và chai nước chứa được bao nhiêu lít nước? Tất cả chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì các em? Nào thì mời các em cùng suy nghĩ và trả lời cho thầy. À, được 22 lít. Các em cộng như thế nào? Các em cộng có giống thầy không? Sau đây thầy có cách cộng như sau. Mời các em nhìn lên màn hình. 10 lít cộng 3 lít bằng 13 lít. 13 lít cộng 3 lít bằng 16 lít. 16 lít cộng 2 lít bằng 18 lít, 18 lít cộng 2 lít bằng 20 lít, 20 lít cộng 2 lít bằng 22 lít. Như vậy chúng ta điền được số là 22. Thầy mời các em xem tiếp bài tập số 2A, à, quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu kg. các em quan sát trên màn hình thầy có một cái cân đĩa đĩa cân bên trái có hai quả cân và đĩa cân bên phải có một quả cân và một quả sầu riêng vậy để biết quả sầu riêng cân nặng bao nhiêu kg thì chúng ta làm như thế nào ở bên trái có hai quả cân. Mỗi quả cân là 2 kg. Vậy hai quả cân chúng ta được tất cả là 4 kg. Kim chỉ ngay vạch ở giữa. Ở đĩa cân bên phải có một quả cân là 1 kg và một quả sầu riêng. Như vậy có tất cả là 4 kg. Mà các em thấy kim chỉ ngay vạch ở giữa nghĩa là Hai đĩa cân bằng nhau. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ được là 4 kg. 4 kg, bây giờ em nào cho thầy biết 4 gồm 1 và mấy các em? À đúng rồi, 4 gồm 1 và 3. Quả sầu riêng chúng ta cân nặng được là 3 kg. Tiếp theo thầy mời các em sang bài tập 2B. Chiếc can đựng được 5 lít nước, hỏi phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy can? Các em quan sát can. Có thể đựng được 10 lít nước, nhưng hiện tại trong can đựng được 5 lít nước. Như vậy, chúng ta phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì mới đầy can? Nào, thầy mời các em suy nghĩ và trả lời cho thầy. Vậy muốn biết phải đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì chúng ta sẽ lấy 10 trừ 5 bằng mấy các em? À, 10 trừ 5 bằng 5 lít. Vậy cần đổ thêm 5 lít nước nữa thì đầy can. Tiếp theo thì mời các em sang bài tập số 3. Em hãy quan sát cân và cho biết em bé cân nặng bao nhiêu kg biết mẹ cân nặng 63 kg các em quan sát tranh vẽ gì nào à tranh vẽ mẹ và bé đang đứng trên một cái cân quan sát cái cân kim chỉ ngay số mấy các em đúng rồi kim chỉ ngay số 70 mươi như vậy nghĩa là cả hai mẹ con cân nặng 70 kg. Biết mẹ cân nặng 63 kg. Vậy muốn tìm số cân nặng của bé thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì các em? Đúng rồi, chúng ta thực hiện phép tính trừ. Lấy số cân nặng của hai mẹ con là 70 kg trừ đi số cân nặng của mẹ là 63 kg. Bây giờ thầy mời các em thực hiện vào vở cho thầy. Các em thực hiện xong chưa? Xong rồi các em nhìn lên màn hình thầy có bài giải như sau. Em bé cân nặng là 70 trừ 63 bằng 7 kg. Đáp số 7 kg. Vậy chúng ta tìm được em bé cân nặng là 7 kg. Chúng ta sang bài tập số 4. Buổi sáng cửa hàng bán được 35 lít sữa, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng 15 lít sữa. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa? Các em đọc thầm bài toán và tìm cho thầy bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì? Bài toán cho biết gì các em? À, bài toán cho biết buổi sáng cửa hàng bán được 35 lít sữa. Bài toán còn cho biết gì thêm các em? Đúng rồi, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 lít sữa. Bài toán hỏi gì các em? À, bài toán hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu lít sữa? Bài toán này thuộc dạng bài toán gì? À, bài toán thuộc dạng bài toán về nhiều hơn. Như vậy các em đã học dạng bài toán về nhiều hơn. Bây giờ các em hãy lấy vở và thực hiện bài giải vào vở cho thầy. Các em thực hiện xong chưa? Sau đây thầy sẽ giải và trình bày bài giải cụ thể như sau. Thầy mời các em nhìn lên màn hình. Buổi chiều cửa hàng bán được số lít sữa là Ngoài lời giải này, chúng ta có thể đặt thêm một lời giải nữa. Số lít sữa buổi chiều cửa hàng bán được là 35 cộng 15 bằng 50 lít. Đáp số 50 lít. Như vậy ở bài tập 4, các em đã được ôn luyện vì bài toán có lời văn, bài toán vì nhiều hơn, bài toán có đơn vị dung tích là lít. Tiếp theo đây, thầy mời các em sang bài tập số 5. Kể tên một số đồ vật trong thực tế có thể chứa đầy 1 lít, 2 lít, 3 lít, 10 lít, 20 lít. Trước khi các em kể một số đồ vật có trong thực tế ở nhà các em, thầy mời các em nhìn lên màn hình, xem đồ vật của thầy. Ở đây thầy có chai, bình thủy, bình nước, keo, bình nước lọc. Như vậy trong các đồ vật thầy vừa giới thiệu với các em, các em hãy đoán xem. Đồ vật nào chứa được 1 lít, 2 lít, 3 lít, 10 lít, 20 lít. À, chai chứa được 1 lít, bình thủy chứa được 2 lít, bình nước chứa được 3 lít, keo chứa được 10 lít, bình nước lọc chứa được 20 lít. Ngoài các đồ vật thầy đã giới thiệu với các em, các em có thể tìm và kể cho bạn bè và người thân nghe những đồ vật mình sưu tầm được. Các em ạ, à, xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật có thể chứa đầy được 1 lít, 2 lít, 3 lít, 10 lít, 20 lít. Các em thân mến, hôm nay thầy đã hướng dẫn các em luyện tập vì đơn vị đo khối lượng là kg và đơn vị đo dung tích là lít. Vì nhà, các em làm bài vào vở bài tập và xem trước cho thầy bài hình tứ giác tiết học đến đây đã kết thúc xin chào các em và hẹn gặp lại